Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTM. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 10 năm 2017. Lần đầu tiên giáo xứ Thánh Giuse 4929 đường Sandy Porter, Charlotte, NC 28213 dưới sự hướng dẫn của cha xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị tổ chức chuyến đi dã ngoại tham quan và chiêm ngắm cảnh thiên nhiên rất nên thơ và huyền diệu tại Grandfather Mountain, North Carolina. 7 giờ sáng đoàn người đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ. Đúng 8 giờ 30 sáng bắt đầu khởi hành. Trời đã vào thu, khí trời se lạnh và càng lên cao độ lạnh càng tăng, gió càng hú mạnh, hòa với tiếng lao xao của tàn lá làm cho du khách cảm thấy như gió đang hát chào đón mọi người. Cảnh vật rực rỡ và tráng lệ khi men theo triền núi, mỗi lúc lên cao để tiến về Grandfather Mountain. Ven đường phủ đầy những rặng cây đang thay đổi sắc lá với những màu đỏ, tím, vàng. Bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc làm cho lòng người như được dừng lại để nghiệm và tạ ơn Thiên Chúa đã tạo dựng đất trời thật hùng vĩ và diễm lệ. Có rất nhiều chặng dành cho du khách dừng chân ngắm cảnh hai bên lề đường. Đến khu vực chính là Grandfather, cha xứ và mua vé, người lớn và trẻ em 140 người. Trời mưa lấm tấm và mây mù, không xem được nhiều màu sắc rực rỡ của cảnh thiên nhiên. Có một cái xốp, mọi người đều dồn vào bên trong, làm vui nhộn cả lên. Chủ xốp liên tục pha hết bình này đến bình khác, uống cà phê cho ấm bụng, tham quan và mua quà kỷ niệm. Sau đó xuống bên dưới chân núi tham quan viện bảo tàng về kỳ quan của dãy núi Grandfather, tham quan sở thú nhỏ nơi đây. Với trái tim của vị mục tử, cha xứ ân cần hướng dẫn từng người trong đoàn để hiểu biết thêm đôi nét về lịch sử, về phong thổ địa danh này. Đến 2 giờ chiều, ngài hướng dẫn đoàn kính viếng thánh ngôi đường Saint Margaret Catholic Church tại 37 Muffay Drive, Megazee Valley, North Carolina. Nơi đây được chọn tĩnh tâm hàng năm cho các linh mục trong giáo phận Charlotte, tiểu bang North Carolina. So we stop by to visit. Nhỏ, nhà thờ họ nhỏ trên thành phố. Ở phía dưới đó, nãy mình chạy vô đó, đó là cái trung tâm tĩnh tâm mà các cha hàng năm về tĩnh tâm nó ở dưới đó. Nhưng mà mỗi ngày đó lên đây dâng lễ đây, dâng lễ Quý Chúa thì ở trên này. Và nhà thờ này có một điểm rất là đẹp. Đó là khi mình nhìn lên Chúa Jesus, nó nhìn thẳng qua bên kia, bên đây bằng toàn bộ bằng kính không nhìn rất là đẹp. Bên này cũng là kính mà nhìn qua bên kia đó cũng là một cái vách núi rất là đẹp. Thành ra mỗi một khi mà đi làm lễ mà Đức Cha mà dâng lễ mà các cha mà cứ như thế này đó thì Đức Cha tưởng là các cha đang dâng lễ sốt sắng chứ không phải cái gì của bên kia. Thì đây là một cái chỗ cầu nguyện rất lý tưởng nếu mà mình có giờ mà ngồi đây để cầu kính Chúa và cầu nguyện rất là thanh bình. Chỗ này chỗ đẹp lắm, đẹp mà lý tưởng. Thì hôm nay mình đến đây mình viếng tí thôi. Một chuyến đi ngắn trong ngày nhưng đã để lại ấn tượng đẹp và nhiều cảm xúc dạt dào nơi mỗi người. Chuyến đi thật ý nghĩa vì mọi người đều cảm nhận được quyền năng, tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa. Xuống tới chân núi, đoàn người dừng chân tại nhà hàng Sumo Japani dùng cơm tối hàn huyên chia sẻ. Một chuyến đi đã giúp cho mọi người hiểu nhau hơn, liên đới hơn và đoàn kết để xây dựng tình hiệp nhất trong giáo xứ và xã hội. Cảm ơn cha xứ, hội đồng mục vụ, đoàn Liên minh Thánh Tâm và hội các bà mẹ công giáo tổ chức một chuyến đi thắm đượm giá trị tinh thần. Tôi Bùi Văn Bằng xin tường trình cho đài FPTM tại thành phố Asheville, tiểu bang North Carolina.